Xin mến chào quý cô chú anh chị, các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường đi sản. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá cá tra, cá lóc, ếch, giá cá điều hồng, cá rô, cá thác lát, cá trê tại khu vực miền Tây. Quý cô chú anh chị, các bạn xem kênh đừng quên ấn giúp mình một like đăng ký kênh nhé.